về kìa. Gì với ai? À, nó mần từ hôm rồi à, nó gặp mấy à, mấy bà đồng đạo có con đó muốn gả cho nó, kêu nó tu đi rồi gả con cho nó, nó khoái nó ở. Kêu nó tu ha. Bây giờ nó về nó báo tin cho hay. À, báo tin bà đừng có khóc lo, con không có chết, con đi tu. Đâu có chết, tao còn sống mà chết tao chết. Dạ, nó về rồi, cứ gặp nó tôi mừng dữ lắm. Còn bữa nay mà mua rau ha. Mua rau rồi cho nó ăn. Với cá, với nó gà thèm, nó thèm ăn gà về luộc cho nó ăn. Với mua dây xích gì vậy? Nó xích tổng khoác rửa lại, dặn cái chú ở bên xe rác chở tôi vô viện. Mên là chở viện, đặn thử máu đồ điều trị cho tôi. À, cái chú gì một chú Phong với một chú Vũ. Rồi chú lại rồi chú hứa phải thứ hai tôi dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, chở tôi đi bác sĩ ở dưới này, bác sĩ Tư rồi khám nghiệm cho tôi có tôi bệnh gì là điều trị tôi luôn. Rồi chú nói chú đi cứu tôi, chú ở bên xe rác á, treo lên mà cầm chi cho nặng. Rồi mua huyết heo nữa hả vậy? Mua về cho nó ăn, nó thèm. Chàng ơi, nó đi tu quá, ở chảnh tàn tương rồi nó thèm. Nó về bà có gì cho con ăn vậy? Ai tu? Thằng Lộc con tôi á. Tu rồi hả? Cái chỗ đó có Phật tử mà ta con cháu đông rồi, nhà cửa giàu có nữa rồi. Ai tu mà ta coi được rồi á, không vợ con với chịu tu người ta gã. Gã luôn ha. Người ta gã, người ta chơi xe hơi, chơi giống liếng làm ăn nữa. Vậy là Nico với thầy hả? Phật tử với thầy hả? Ông phải cái cô đó, cổ tu sĩ nhưng mà cổ ở ngoài chừng nào có ngày lớn, ngày rằm lớn đi cúng dường rồi vậy đó. Rồi cổ đi cũng đi từ thiện khắp nơi hết vậy đó. Rồi nhà cửa sổ đất đai nhiều quá, mấy đứa mấy thằng nhỏ đó đi. Bà đi chợ nào tới giờ bà? Mới đi hồi 7 giờ, 5 giờ, mới đi hồi 5 giờ à. Có cô Hạnh ở nhà đó, cô Hạnh nói nữa chú lại à. Rồi Lộc giờ ở đâu, trong nhà hết đâu? Nó từ nhà nó khóa cửa lại. Trong nhà hả? Không cho ai vô nhà nó. Không cho ai vô hả? Là nó không cho mấy người hàng xóm lại vô quánh nó đó, bị quánh nó dữ lắm. Dành nhà của ta mày bỏ đi rồi nhỏ mới trốn đi á. Bị đòn dữ lắm, quánh nó, ai cũng quánh nó trơn á. Là nó nói tôi có làm gì quánh nhà của ta sao mày dành nó. Rồi người ta thấy thương quá, người ta cho thương binh xã hội bên tỉnh Đồng Tháp cho cái giấy nó là ở nhà, đặng đưa ra trong xã cho nó giấy đưa ra nhà của nó. Rồi công xã nói sao con bà có nền bà có nhà hùng lại ở, bà trả tiền nền đi tôi cũng trả rồi nữa. Rồi chừng nào nó về chừng nào đi? Nó đi cho nó đọc cái dám ở. Không có mà chừng nào đi á. Thì xèo xèo lại muốn quánh nó không à. Lại nói mày giật nhà tao, mày giật nhà tao. Rồi chồng sớm ta đâu có giữ nó hoài được nên nó sợ. Cứ hâm nó vừa hoài à được. Một rồi. Đêm nào cũng đừng nhà tôi nhiều à. Rồi chừng nào mới đi á, chừng nào nó mới đi á? Không có, tại lại cái thêm nó mần ông tính dĩ, ông tính dĩ cho nó tiền hoài à. Cái chiến chó này tính dĩ nghĩ lại đó, tính dĩ xin được 4 triệu tư, nói gặp thằng Lộc mua cái giường cho nó, còn không có cho bà 2 triệu nè, tôi gặp nó tôi cho nó 2 triệu tư, ông tính dĩ ha. Cho bà 10 ngàn nè. Dạ, ai với là Phật, cảm ơn cô. Còn chắc này ba cái đồ này bà về bà làm ăn bây giờ hay gì? Giờ làm cái ông Lộc nó ăn. Cứ heo luôn đi ha. Cứ heo rồi nó thèm dữ lắm thèm. Chứ sao bà mua cục mỡ này chưa? Cục mỡ cái cô bán heo cũng cho. Bà cho cục mỡ, cho cục huyết cũng mất kêu cô bãi lắm ha. Rồi mua trái sữa, mua trái sữa đủ gì nấu canh ha. Đó đủ ha, bà bán không đủ đầu cầu, bà cho 2 trái, tôi lấy không hết, tôi lấy 1 trái à, tôi bỏ lại cho bà 1 trái. Bà chạy nổi không? Chạy nổi chứ. Chạy xin chào Phật rồi mà chạy nở chạy con buông tay nha. Chạy buông tay luôn ha. Trời ơi. Ai với là Phật. Buông tay ngại té đó nghe. Người ta cho nó cho thằng Lộc tôi cái đầu cá nè, người ta quen với Lộc tôi, người ta thương nó đó. Cho đầu cá gì vậy? Cái đầu cá chơi. Đầu cá chơi ha. Rồi người ta thương nó dữ lắm nha, nói về nó mừng dữ lắm. Rồi tiền chuyện qua con cho bà còn không? Hết rồi.
còn chó còn đang giấu mà. Đang giấu ha? Ừ. Có tiền cái giấu hết trơn hàng thôi. Mấy bà ở trước cửa đó tổ chức cái lũ lũ bánh đài. Bệnh hai tôi nói không, tôi không có chơi cái hề nước. Bệnh hai tôi nói trắng nè. Mấy bà thấy nhà tài trợ cho tôi tiền nhiều, mấy bà gỗ. Cho mấy bà không đủ mấy người kia á. À, có nhà này tài trợ cho tiền, người ta hay người ta không có cho nữa. Tôi nói trắng vậy đó, cái người ta hay xì xì nhau dẹp luôn. Nói mấy bà đừng rủ tôi đánh bài nữa. Mấy bà thấy tài trợ cho tôi tiền, mấy bà rủ à. Mấy bà rủ à, tôi chơi trà tài trợ thôi. Không cho tôi bỏ đói tôi. Rồi mấy bà có nuôi tôi đâu. Sao mày làm chơi xong bằng kia, thấy nhà tài trợ cho tôi tiền, cái rủ tôi. Bạn chứng không? Hả? Bạn chứng dịch không? Có rồi. Có chứng dịch không? Có mua rồi. Có mua dịch không? Mua năm chứng rồi. Ăn nữa không? Mua thêm chưa? Hả? À. Mua không? Ăn không? Có rồi, có nhiều rồi. Có rồi ha? À, đã ăn không kẹp. Cậu ơi, chừng nào cũng hết đi cũng mua ha. Ê, sao bà nói dẹp là bị tôi la, tôi nói đừng có hủ tôi đánh bài nữa. Được. Mà lần sau mở kia, hai nhà tài trợ cho tôi tiền nhiều, cái lại về lại đây. Rồi rủ tôi chơi. Rủ tôi chơi là tôi thua. À, cái tôi thua đó. Cái đủ tôi nghỉ là tôi đại học khôn mà tôi không chơi nữa, ăn được tôi nghỉ. Khôn rồi ha. Ừ. Tôi nói bà học khôn mà sao mấy bà không rủ mấy người kia. Người ta thua người ta mần cái tiền, còn tôi nè tài trợ cho mà thấy tôi có tiền rủ bánh bài. Đừng có rủ bên nọ, đừng rủ bên nọ. Rồi chắc này bà về bà làm đồ ăn hay gì? Về cái thằng kia nó nấu cơm rồi. Nó nói sao bà không mua đồ ăn, bà nó thèm nha. Rồi tôi nói là để tôi mua đồ cho mẹ ăn. Đừng có mặn thở, không thể để tôi làm cho ổng ăn. Ông thôi ông thầy muốn thở, tôi gặp muốn thở nhà ở kế nó bán tôi mua đó. Tôi tâm ổng về. Ông thở, muốn ông thở nhà ở kế nó lượm nó rau nó bán cho 70 ngàn mà. Mà lần ông tiên nó thèm con thở. Lâu chưa? Mới lên nè, mới mấy bữa à. Mấy bữa rồi ha? Dạ. Mấy cậu đi chợ đó hả? Con chạy ăn kiếm bà nè. Vậy hả? Vậy đi về hả cậu ơi? Dạ, yeah. Rồi dắt xe đi về bây. Chạy được khỏe lắm. Khỏe ha. Ừ. Có tỉnh thì con tiếp không? Nè cái tiếp mấy cái này đây. Chị ấy tiếp bác à. Treo cái thằng ca kìa. Của mình treo rồi. Treo lên xe của em kìa em chạy. Với bác thấy đủ được không? Với bác bác mấy chụp này nè. Được. Em cho bà chạy lẹ nhẹ chút cũng như bà. Cái thằng kia nó về nó chắc thèm quá à. Mới mua cho nó ăn. Để nó đi mua cho nó ăn đi. Có về thăm bà là con mừng lắm rồi. Dạ. Không biết chạy không? À, được rồi, chạy được rồi. Không, cái này không được. Không được. Đi giấu, để ở nhà nó lụm nó cũng không có cho lại, nó ăn lọc á. Ôi về cậu, tới về trước nha. Rồi bà chạy đi, con chạy theo sau lưng liền. Đó thì mình đi chợ, bà bữa nay đi chợ mua đồ cho con trai mới ăn hết mọi người. Cái tội nghiệp không? Tội ha. Hả? Mua nhiêu? Cho ha. Chị này chỉ thương bà Đặng, đi cho bà Đặng này mọi người ơi. Mà mãi chết tôi gửi mãi đem về giùm nha. Dạ, con đem về cho bà nha. Ờ mãi này nhà tài trợ nè, chết tôi tiền nè. Ai cho tôi mua bắp cải đi, mua 5.000 cải đi. Về cho thằng kia nó ăn, nó đi mấy tháng tưởng nó chết rồi, giờ nó về mừng lắm. Cái này ăn cho bà luôn nè bà ơi. Dạ. Cho bà luôn rồi. Ai cho tôi gửi đi, mình nặng quá làm về không kịp. Ăn cho bà luôn đó. Dạ, cảm ơn cho nha. Để tôi gửi cho con này nè. Hai chồng con này nhà tài trợ đó, cho tôi tiền mua cái đó. Cho áo quần, cho xe lăn, cho giường, cho mền. Rồi đi bà ơi, đi. Đi về. Dạ tới giờ. Con
mua hai củ cải nữa cô. Mua hai củ cải. Ủa vậy? Vô hành thịt. Lớp lớp thầm kêu vô hành thịt gà cho nó ăn. Nó đi nó đẹp, nó thèm lỗi lắm. Thôi lấy đi con, lấy tiền bà đâu. Cho bà luôn rồi. Dạ cảm ơn nha. Ở dưới bà Phật cảm ơn cô nha. Rồi lấy bên xe giọt. Tắt máy rồi. Tắt máy. Lột cái giò áo quần không có, nó lấy bộ đồ của ổng nó bận đó. Rồi còn hai bộ nó nay tôi giặt vào vũ ít bữa nó đem nó cho ổng. Lột gì con vô nhà nó cho không bà? Cho cháu nó mừng lắm chứ con giữ lại nó mừng hết sức rồi. Hỏi nó cho tiền nó nữa. Mừng ha. Ừ, nó mừng lắm. Con chạy về nhà trước con đợi bà nghe. Ờ cả bà, chạy đi. Rồi bà đưa cục cho con hay gì? Đi thẳng luôn đi cùng một lượt mà. Đi xuống lần lần khó quá à. Không mới chặt cạch tới tạm đi tới cho cạch chạy cho hơn. Tính vậy là lần nào cũng cho nó tiền á. À, có ở cho nó nhà thì cho 150. Nó mừng lắm. Ừ. À, nó có cái túi đeo giữ tiền đó, hỏi cái gì nó cười. Rồi tính vậy nói hỏi nó này kia nọ, nó nói người ta dễ thương lắm. Tầm nhiễm trước cái câu thọ tượng thầm ý thức nghiệp gian chết luân hồi sinh tử luân phiên ra dịch đó cõi xuống lên sáu đàn. Rồi hiểu vô cái đường kia hết đường này, đường này đi. Ờ. Đường dưới đó. Ờ. Đường dưới, đường dưới, đường dưới. Ờ ờ cái đường này nguy hiểm, dừng xe nghe. À, tôi không đóng qua, tôi ngừng dắt qua lộ. Đây. Qua đây. Không, tôi không đóng qua, tôi ngừng dắt qua lộ. Dắt qua lộ à, nhát lắm. Dắt qua lộ đi. Vô nha. Rồi, vô. Mình muốn lấy cục đó, lấy đi. Rồi, vô luôn, khỏi lấy.
lại nha cậu ơi. Rồi chạy đi. Đi dắt xe quá mệt, chắc tôi đi trước hả? Rồi bà đi trước đi. Nhớ là có xe ra rồi. Là cư sĩ tăng đèn chuyên ngờ làm mớn cũng chuyên tu hành. Quẹ nha. Quẹo. Có ai không? Không. Sa mê tánh đấu lại danh vợ lòng thanh tịnh tánh lành ta kia chỉ công do giống bờ đời kiếm người lớn thẹn dẫn về Tây Phương giải xuyên những kẻ quá ngẫu ngang biết câu lực tội tìm đàn tí ăn. Nó còn ở nhà không? Nó còn ở nhà không? Ai? Này hỏi cái Sương ơi, nó còn ở nhà không? Lập nó còn ở nhà không? Đi chợ về tới nhà hả mọi người? Nãy giờ nó có ba không kìa? Dạ ơi.